cùng trang trại Tín Tài ngắm đàn hiêu sao giống của đại gia Hà Nội anh Huân. Anh đã có nhà đất ở Hà Nội và mua cho bố mẹ một số con hiêu mà trang trại Tín Tài mới vận chuyển đến cho hai bác. Chỉ cần đầu tư hơn 100 triệu thì bố mẹ ở quê đã có một đàn hiêu mà người nhé, một đàn hiêu để nuôi cho vui cửa vui nhà, và bác đang tiếp tục đang làm để làm thêm trang trại. Thì trước đây cái chuồng gần bên đây là bác nuôi lợn, và anh Huân thì anh đầu tư cho bác một số tiền hơn 100 triệu để mua đàn hiêu này về hai bác nuôi cho vui, và cũng là tăng cái khả năng kinh tế ở quê lên. Hai bác thì không chịu lên Hà Nội, cứ ở quê cho vui thôi. Sáng nếu mà ngắm thấy những cái con hiêu như này thì rất là vui. Các bạn mà có nhu cầu nuôi hiêu thì khởi nghiệp ấy, thì hãy liên hệ với trang trại Tín Tài nhé. Nuôi hiêu rất là vui và cũng rất là kinh tế.